Ta-da! Xin chào tất cả các tình yêu đã quay trở lại với những cái chuỗi video sinh viên EDX học gì của mình. Xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ. Hiện tại, mình đang là sinh viên khóa 1 của trường đại học EDX. Ok, và hôm nay chúng ta cùng comeback lại với những cái bài học về bộ môn kinh tế vi mô do cô Nguyễn Thị Ngọc giảng dạy bọn mình. Thế thì hôm nay là mình sẽ ghi âm chương 2 và chương 3 của cái bộ môn này. Thì với cá nhân của mình thấy rằng thì cái bộ môn này thật sự là rất là khó và rất là trừu tượng. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ cố gắng để nói cũng như là để nói ra những cái quan điểm cho các bạn dễ hiểu nhất nhé. Ok, let's get it. Chương 2: Thị trường, cầu, cung và giá cả. Trong chương trước, chúng ta đã hiểu mối quan tâm chính của kinh tế học là cách thức xã hội phân bổ và sử dụng nguồn lực ra sao để giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản. Sản xuất là gì? Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? Các xã hội hiện tại hầu hết đều dựa trên nền kinh tế thị trường ở những mức độ khác nhau, nên việc tìm hiểu cách thức xã hội giải quyết các vấn đề trên khuôn khổ cơ chế thị trường là nội dung chính của kinh tế học hiện đại. Một loạt chương sau đây sẽ tập trung làm rõ điều này. Dĩ nhiên, dưới góc độ của kinh tế học vi mô mà chúng ta đã biết, chương cuối cùng chúng ta sẽ tổng kết và đánh giá lại về cơ chế thị trường như là một cơ chế phân bổ nguồn lực của xã hội nhằm làm rõ tính hiệu quả của cơ chế này và những khuyết tật của nó. Thông qua đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nhà nước có thể làm được gì hay nên làm gì trong bối cảnh của một nền kinh tế thị trường. Chương này xem xét các cơ chế thị trường thông qua việc khảo sát sự vận hành của một thị trường hàng hóa riêng biệt. Đây là một khuôn mẫu phân tích tổng quát có thể áp dụng cho các thị trường khác nhau. Dù đó là thị trường lúa, gạo hay thị trường xe máy, thị trường đầu ra như thị trường quần áo hay thị trường đầu vào như thị trường máy dệt, thị trường hàng hóa hữu hình như thị trường máy tính hay thị trường dịch vụ như thị trường cắt tóc. Dĩ nhiên, khi đề cập tới một thị trường chung có ý nghĩa tổng quát, chúng ta sẽ xuất phát từ một loạt loại thị trường đơn giản nhất, một thị trường có tính chất cạnh tranh, gồm nhiều người mua, người bán, không ai có khả năng chi phối giá cả hàng hóa. Chúng ta sẽ xem xét các yếu tố cơ bản của thị trường như cầu, cung thể hiện như thế nào, tương tác với nhau ra sao để xác định mức giá cân bằng và những yếu tố gì sẽ làm cho mức giá này thay đổi. Hiểu được những điều này là nền tảng quan trọng để nắm bắt những vấn đề phức tạp khác của nền kinh tế thị trường. 2.1. Thị trường, khái niệm và phân loại. Khái niệm thị trường, theo nghĩa hẹp, thị trường thường được hiểu là nơi diễn ra sự mua, bán các hàng hóa hay dịch vụ. Thật ra, vì hàng hóa bao gồm cả hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình, tức là các dịch vụ, nên chỉ cần nói về hàng hóa là đủ. Hình dung đơn giản nhất về thị trường là cái chợ, nơi mà người ta tụ họp với nhau lại để tiến hành các giao dịch về hàng hóa. Tuy nhiên, cách nhìn như vậy về thị trường tỏ ra là quá hẹp vì nó chỉ nhấn đến các tính chất địa lý của thị trường và chỉ thích hợp với những nơi mà các quan hệ thị trường chưa phát triển. Trong các nền kinh tế thị trường hiện đại, các giao dịch mua bán hàng hóa có thể diễn ra mà không cần gắn với một địa lý cụ thể. Người ta có thể tiến hành các thỏa thuận về mua bán hàng hóa với nhau qua điện thoại, fax hay thư điện tử mà không cần gặp nhau tại một nơi chốn cụ thể. Các hàng hóa có thể được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không cần lấy một cái chợ nào đó làm trung gian. Các thỏa thuận về hàng hóa, các luồng vận động của tiền tệ có thể độc lập với các luồng vận động của hàng hóa trên những thị trường kỳ hạn. Như thế, nói đến thị trường cần chú ý tới nội dung kinh tế mà nó biểu thị chứ không phải hình dung nó như một cái nơi mà những nội dung này xảy ra. Thị trường là nơi tập hợp các điều kiện và thỏa thuận mà thông qua đó người mua và người bán tiến hành sự trao đổi hàng hóa với nhau. Chức năng của thị trường là trao đổi hàng hóa. Sự trao đổi này chỉ diễn ra được trong những điều kiện cụ thể, thông qua những ràng buộc hay dàn xếp cụ thể mà những người tham gia phải tuân thủ. Có những điều kiện chung ràng buộc mọi thị trường, song cũng có những điều kiện riêng chỉ liên quan đến những nhóm thị trường cụ thể. Vì thế, ở một số thị trường người ta vẫn trực tiếp gặp nhau để mua, bán hàng hóa, song ở một số thị trường khác, sự mua bán hàng hóa chỉ diễn ra thông qua những người môi giới hay trung gian như ở thị trường chứng khoán. Tại một số thị trường thì người mua và người bán mặc cả với nhau về giá cả của từng loại hàng hóa, song mà ở một số thị trường khác điều này lại không diễn ra. Như một tiến trình, dù thực hiện dưới phương thức nào, trên thị trường người mua và người bán cũng luôn luôn tác động lẫn nhau để xác định
giá cả và số lượng hàng hóa được trao đổi. Quá trình đó cũng là nội dung thực chất của thị trường. Nền kinh tế thị trường được tập hợp bởi vô số thị trường cụ thể. Trong khuôn khổ đó, nó tạo nên một cơ chế phân bổ nguồn lực cho việc sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. Và cơ chế này được gọi là cơ chế thị trường. Trong cơ chế thị trường, những người mua và người bán tác động lẫn nhau để hình thành lên các mức giá cả hàng hóa khác nhau. Đến lượt mình, chính sự lên xuống của giá cả lại dẫn dắt người ta sản xuất nhiều hơn hay ít hơn, sản xuất với những cách thức nào và phân phối các kết quả sản xuất cho ai. 2.1.2 Phân loại thị trường. Có nhiều cách phân loại khác nhau về thị trường. Cách phổ biến nhất là phân loại thị trường theo nội dung hàng hóa mà người ta giao dịch. Theo cách này, ở mức tổng quan nhất, các thị trường được chia ra thành thị trường hàng hóa tiêu dùng, thị trường đầu ra và thị trường các yếu tố sản xuất là thị trường đầu vào. Các thị trường đầu ra lại có thể phân nhỏ thành vô số thị trường cụ thể như thị trường gạo, thị trường quần áo, thị trường ô tô, thị trường giáo dục, vân vân. Các thị trường đầu vào có thể phân thành thị trường vốn hiện vật, máy móc thiết bị, nhà xưởng, vân vân. Thị trường đất đai, thị trường lao động, vân vân. Tùy theo cách người ta quan niệm về hàng hóa là theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp hơn mà người ta có thể đặt tên cho một thị trường một cách khác nhau. Ví dụ, thị trường máy móc đầu vào có thể chia ra thành các phân nhánh như thị trường máy dệt, thị trường máy sắt gạo, vân vân. Khi nói về một thị trường chung có tính chất đại diện, ta nói đến một thị trường cụ thể hay riêng biệt nào đó theo cách phân loại này. Phân loại thị trường theo không gian kinh tế mà theo đó các quan hệ trao đổi hàng hóa diễn ra. Theo cách này, thị trường có thể phân ra thành thị trường thế giới, thị trường khu vực, thị trường quốc gia, thị trường vùng hay là vùng địa phương. Thật ra, khi nói đến các thị trường theo cách phân loại này, người ta vẫn thường kết hợp với cách phân loại thị trường theo nội dung hàng hóa để xem xét một thị trường cụ thể trên một địa bàn hay không gian kinh tế cụ thể. Ví dụ, người ta thường nói đến thị trường lúa, gạo, cà phê hay chung hơn thị trường nông sản thế giới, Việt Nam hơn là nói đến một thị trường thế giới hay Việt Nam chung. Trong các hàng hóa, có những thứ do chi phí vận chuyển tương đối thấp so với giá trị hàng hóa trên nên thị trường về bản chất thường mang tính chất thế giới. Giá cả các hàng hóa này ở các địa điểm giao dịch khác nhau trên thế giới không có sự sai biệt lớn. Chẳng hạn như thị trường vàng, ngược lại khi chi phí vận chuyển hàng hóa là tương đối lớn và do một số lý do khác, thị trường của một số hàng hóa lại thường mang tính chất địa phương, ví dụ thị trường vật liệu xây dựng. Theo cấu trúc thị trường, người ta có thể chia ra thành các thị trường khác nhau. Một cấu trúc thị trường cụ thể thường được định dạng bởi một số lượng người mua, người bán trên đó và mối quan hệ tương tác lẫn nhau ở giữa họ. Theo cách phân loại này, thoạt tiên các thị trường được phân ra thành các hai loại lớn. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, trên thị trường này, người mua hay người bán không có quyền lực chi phối giá cả hàng hóa, mà thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, trên thị trường dạng này, người mua hay người bán riêng biệt dù ít dù nhiều vẫn có khả năng chi phối giá. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo lại bao gồm những dạng thị trường như thị trường độc quyền thuần túy, thị trường độc quyền nhóm, thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền. Mặc dù có những điểm chung, hành vi của những người mua hay bán trên từng dạng thị trường cụ thể vẫn mang những sắc thái riêng, bị chi phối bởi những điểm đặc thù của từng thị trường. 2.2 Cầu cung và giá cả cân bằng thị trường. Bây giờ chúng ta xuất phát từ một thị trường riêng biệt nào đó, thị trường gạo, thị trường quần áo may sẵn hay thị trường dịch vụ tư vấn pháp lý. Trên một thị trường này có hai nhóm người ra quyết định, chính là người mua hay người tiêu dùng và người bán hay người sản xuất. Quyết định của người mua hàng hay tiêu dùng là quyết định từ phía cầu về hàng hóa, còn quyết định của người bán hàng hay sản xuất là quyết định từ phía cung cấp hàng hóa. Nói đến thị trường là nói đến sự tương tác cầu cung về hàng hóa. Kết quả của sự tương tác này xác định giá cả cũng như lượng hàng hóa được giao dịch. 2.2.1 Cầu. Khái niệm cầu về một loại hàng hóa biểu thị những khối lượng hàng hóa mà người tiêu dùng mong muốn và sẵn sàng mua tương ứng với các mức giá trị với các mức giá xác định. Trong định nghĩa này có mấy điểm cần lưu ý. Thứ nhất, nói đến cầu về một loại hàng hóa cụ thể, trước hết ta quan tâm đến khối lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua trong giới hạn của một thời gian nào đó. Khối lượng này lại tùy thuộc vào từng mức giá của hàng hóa ở thời điểm mà người tiêu dùng ra quyết định. Khi giá hàng hóa thay đổi, lượng hàng mà người tiêu dùng muốn mua cũng sẽ thay đổi. Vì thế, cầu là một loại hàng hóa thực chất biểu thị một quan hệ giữa hai biến số. Một bên là lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn và có khả năng mua, một bên là các mức giá tương ứng. Lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẵn lòng mua được gọi là lượng cầu hay mức cầu về hàng hóa. Lượng cầu luôn gắn với một mức giá cụ thể. Thứ hai, khi thể hiện quan hệ giữa lượng cầu và giá cả hàng hóa, chúng ta giả định rằng các yếu tố khác có liên quan đến nhu cầu của người tiêu dùng như thu nhập, sở thích vân vân là xác định. Nói cách khác, một quan hệ cầu cụ thể về một loại hàng hóa được xem xét trong điều kiện các yếu tố khác được coi là đã biết và được giữ nguyên, không thay đổi. Ở đây, điều người ta quan tâm là lượng cầu thay đổi như thế nào khi các mức giá của hàng hóa thay đổi. Thứ ba, khái niệm mức giá được đề cập ở đây là mức giá hiện hành của chính hàng hóa mà chúng ta đang xem xét. Mức giá của chính hàng hóa này nhưng được hình thành ở thời điểm khác.
chẳng hạn mức giá dự kiến trong tương lai hay mức giá của các hàng hóa khác được coi là các yếu tố khác. Thứ tư, ta có thể đề cập tới hàng hóa cá nhân của một người tiêu dùng, song cũng có thể nói đến cầu của cả thị trường như là cầu tổng hợp của các cá nhân. Cách biểu thị cầu, có thể biểu thị cầu về một loại hàng hóa theo nhiều cách khác nhau. Thông qua một biểu cầu, một phương trình đại số hay một đồ thị, biểu cầu thể hiện quan hệ cầu về một loại hàng hóa trong một khoảng thời gian nào đó thông qua hai dãy số liệu tương ứng với nhau. Biểu cầu bao gồm hai cột hay hai hàng số liệu, một cột hay hàng thể hiện các mức giá của hàng hóa ta đang phân tích. Cột hay hàng còn lại thể hiện những lượng cầu khác nhau tương ứng. Ví dụ bảng 2.1 là một biểu cầu thể hiện nhu cầu của người tiêu dùng về thịt bò trong một khoảng thời gian giả định nào đó. Ở đây thì bảng 2.1 này là cầu về thịt bò của một người tiêu dùng. Ở đây sẽ có hai cột là mức giá là 1.000 đồng trên 1 kg. Còn lượng cầu là kg thì với mức giá ở đây là 40, 50, 60, 70, 80, 90 là trên 40.000 đồng trên 1 kg so với lại 100.000 đồng trên 1 kg. Thì lượng cầu cũng sẽ khác nhau, nó sẽ giảm dần là gì ạ? Từ 40 đến 100, bởi vì giá càng đắt thì lượng cầu sẽ càng ít đi để người ta có thể cân bằng được. Biểu cầu chỉ cho ta một hình dung nhất định về cầu của người tiêu dùng theo những mức giá rời rạc khác nhau. Mặc dù trên thực tế các mức giá trên thị trường xuất hiện như những giá trị rời rạc, nhưng sẽ là cồng kềnh và không khái quát khi chúng ta muốn biểu thị phản ứng mua hàng của người tiêu dùng lại tại quá nhiều mức giá trên một biểu cầu. Vì thế, để có thể diễn đạt quan hệ cầu một cách khái quát hơn, người ta có thể biểu thị cầu dưới dạng các phương trình đại số hay các đồ thị. Thể hiện cầu về một loại hàng hóa dưới dạng một phương trình đại số chính là cách biểu thị tương quan giữa lượng cầu và mức giá như một quan hệ hàm số. Trong đó lượng cầu QD được coi là hàm số của mức giá P, QD bằng QD, P. Trong kinh tế học, hàm số cầu đơn giản nhất thường được sử dụng là một hàm số dạng tuyến tính, QT bằng A nhân B cộng với B, với AB là những tham số xác định. Qua hàm số cầu, quan hệ về mặt số lượng giữa lượng hàng hóa và người tiêu dùng sẵn lòng mua vào mức giá của chính hàng hóa được thể hiện một cách đơn giản khái quát ứng với một mức giá nhất định. Ta biết được lượng cầu để về hàng hóa của người tiêu dùng là bao nhiêu. Đồ thị là cách biểu thị trực quan mối quan hệ hàm số giữa hai biến số. Trên đồ thị, người ta thể hiện cầu dưới hình ảnh một đường cầu nhất định. Theo truyền thống trong kinh tế học, mặc dù QD hay lượng cầu là biến số được giải thích, song nó thường được biểu thị trên trục khoanh. Tuy bi hay mức giá là biến số giải thích, song nó còn lại thường được đo trên trục tung. Một đường cầu mô tả các kết hợp khác nhau giữa mức giá và lượng cầu tương ứng. Một điểm cụ thể trên đường cầu cho chúng ta thông tin về một lượng hàng hóa cụ thể mà người tiêu dùng sẵn lòng mua tại một mức giá cụ thể. Đường cầu có thể được thể hiện dưới dạng một đường cong phi tuyến với độ dốc không phải là hàng số, song với mục đích đơn giản hóa nó thường được thể hiện như một đường thẳng, đường có độ dốc là hàng số, tương ứng với việc biểu thị hàm số cầu như một hàm tuyến tính. Các đặc tính của một đường cầu điển hình, quy luật cầu. Khi mức giá của hàng hóa thay đổi, lượng cầu về hàng hóa của người tiêu dùng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, những sự thay đổi này sẽ tuân thủ theo một quy tắc nhất định được thể hiện trong quy luật cầu. Quy luật cầu, nếu các điều kiện khác nhau được giữ nguyên không thay đổi, lượng cầu về một hàng hóa điển hình sẽ tăng lên khi mức giá của chính hàng hóa này hạ xuống và ngược lại. Ví dụ, như số liệu ở bảng 2.1 cho thấy, khi giá thịt bò là 100.000 đồng 1 kg, lượng thịt bò mà những người tiêu dùng muốn mua trong khoảng thời gian chúng ta xem xét là 30.000 kg hay 30 tấn. Khi thịt bò trở nên rẻ đi, giá của nó hạ xuống còn 90.000 đồng 1 kg, lượng cầu về thịt bò sẽ tăng lên thành 35 tấn. Nếu giá thịt bò tiếp tục hạ, ví dụ như còn 70 hay 80.000 đồng 1 kg, thì mức cầu về thịt bò cũng sẽ tăng lên là tương ứng với lại là 40 đến 45 tấn. Có thể lý giải như thế nào về quy luật cầu này? Tại sao khi giá thịt bò hạ xuống thì lượng cầu về thịt bò lại tăng lên? Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ trình bày một mô hình chi tiết nhằm giải thích sự phản ứng của người tiêu dùng trước sự thay đổi của giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, ở đây chúng ta vẫn có thể đưa ra một sự giải thích đơn giản về quy luật này. Khi giá thịt bò hạ xuống sẽ có hai hiệu ứng tác động đến người tiêu dùng. Thứ nhất, vì các điều kiện khác là giữ nguyên, tức giá cả của các hàng hóa khác trong đó và có các hàng hóa như thịt gà, thịt lợn, cá vân vân được coi là không đổi, nên sự kiện giá thịt bò hạ xuống đồng nghĩa với việc thịt bò trở nên rẻ đi một cách tương đối so với các loại thực phẩm khác. Người tiêu dùng sẽ có xu hướng thay thế một phần các loại thực phẩm khác giờ đây đã trở nên đắt hơn trong một cách tương ứng bằng thịt bò. Điều này làm cho nhu cầu về thịt bò tăng lên. Hiệu ứng này gọi là hiệu ứng thay thế. Thứ hai, khi thu nhập danh nghĩa của người tiêu dùng không đổi, việc thịt bò rẻ đi làm cho thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên, trở nên giá khá giả hơn. Người tiêu dùng cũng sẽ có xu hướng tiêu dùng nhiều thịt bò hơn. Hiệu ứng này gọi là hiệu ứng thu nhập. Trường hợp giá hàng hóa tăng lên cũng có thể giải thích tương tự.
Như vậy, trừ những trường hợp ngoại lệ, sự thay đổi của giá cả hàng hóa làm cho lượng cầu về hàng hóa thay đổi theo hướng ngược lại. Sự vận động ngược chiều nhau của hai biến số này khiến hàm số cầu được coi là một hàm số nghịch biến. Vì thế, nếu biểu diễn dưới dạng một hàm số tuyến tính QT bằng AP cộng B, thì tham số A phải là một số âm. Về mặt đồ thị quy luật cầu cho thấy đường cầu điển hình về là một đường dốc xuống. Đây là một đặc tính chung của đại đa số đường cầu. 2.2.2 cung. Khái niệm cung về một loại hàng hóa cho ta biết số lượng hàng hóa mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng và bán ra tương ứng với các mức giá khác nhau. Ở mỗi mức giá nhất định của hàng hóa mà ta đang xếp xét, người sản xuất sẵn lòng cung cấp một khối lượng hàng hóa nhất định. Khối lượng này gọi tắt là khối lượng cung, QS. Vì vậy, cung về một loại hàng hóa thực chất thể hiện một quan hệ giữa hai biến số, lượng cung và mức giá của chính hàng hóa đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tương tự như khái niệm cầu, khi nói đến cung về một loại hàng hóa, thứ nhất, trước tiên người ta tập trung vào việc xem sự thay đổi của biến số giá cả. Là B, có ảnh hưởng như thế nào đến biến số sản lượng? Có ảnh hưởng như thế nào đến biến số sản lượng QS, trong khi giả định các yếu tố khác có liên quan được giữ nguyên. Chẳng hạn, khi lựa chọn các quyết định sản xuất, người ta không thể không tính đến sự biến động của giá cả, các đầu vào hay sự thay đổi về trình độ công nghệ, vân vân. Tuy nhiên, để làm nổi bật quan hệ giữa QS và P, tạm thời các yếu tố này không được coi là không đổi và sẽ được khảo sát ở các bước sau. Thứ hai, có thể nói đến cung riêng biệt của một người sản xuất, một doanh nghiệp hoặc cung nói chung của cả thị trường. Sự khác biệt giữa hai khái niệm này chẳng qua chỉ là sự phân biệt người sản xuất trong định nghĩa về cung nói trên. Với tư cách một là một nhà sản xuất riêng lẻ hay là người sản xuất với tư cách tổng hợp tất cả các nhà sản xuất về một loại hàng hóa nói chung trên thị trường. Cách biểu thị cung. Cũng như cầu, người ta có thể biểu thị cung bằng một biểu cung, một hàm số, phương trình đại số, cung hay là một đường cung trên một hệ trục tọa độ. Biểu cung là một bảng số liệu gồm hai dãy số liệu đặt tương ứng với nhau. Một dãy số thể hiện các mức giá khác nhau của hàng hóa mà người ta phân tích. Dãy số còn lại thể hiện các khối lượng hàng hóa tương ứng mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng. Bảng 2.2 cho ta một ví dụ về một biểu cung. Bảng 2.2 này thì cung về thịt bò trình bày dưới dạng một biểu cung thì ở đây sẽ có các mức giá như là 40 đến 100 nghìn đồng trên 1 kg. Thì lượng cung về thịt bò là 40 nghìn đồng là không 1 kg nào hết và tăng từ 10 nghìn kg đến tận 60 nghìn kg. Thì hàm số cung là cách mô tả khái quát về mối quan hệ giữa lượng cung và mức giá về mặt định lượng. QS bằng QSP. Lượng cung QS được coi là biến hàm, biến số được giải thích, còn mức giá P được coi là biến số, biến đối số, biến giải thích. Khi diễn đạt cung về một loại hàng hóa dưới dạng một hàm số, bằng tính toán ta có thể xác định được giá trị của QS khi đã biết giá trị của P. Hàm số cung đơn giản nhất thường được viết dưới dạng tuyến tính. QS bằng C nhân B cộng D, trong đó C và D là những tham số. Đồ thị cũng là một biểu thị khác về cung đối với một loại hàng hóa. Thường được sử dụng trong kinh tế học, đồ thị thường đường cung cho ta thấy được một cách trực quan đối mối quan hệ giữa mức giá và lượng cung. Đường cung hay sử dụng vì lý do đơn giản hóa là một đường tuyến tính như được thể hiện trên hình 2.2. Vẫn giống như trường hợp đường cầu, mức giá được đo trên trục tung còn lượng cung được thể hiện trên trục hoành. Các đặc tính của một đường cung điển hình, quy luật cung. Quy luật cung có thể được phát biểu như sau. Nếu các điều kiện khác được giữ nguyên, lượng cung về một loại hàng hóa điển hình sẽ tăng lên. Điển hình sẽ tăng lên khi mức giá của chính hàng hóa nó tăng lên và ngược lại. Chẳng hạn, khi giá thịt bò còn thấp, ví dụ giá thịt bò là 50.000 đồng trên 1 kg, những nhà sản xuất chỉ sẵn lòng cung ứng ra thị trường một khối lượng thịt bò là 10.000 kg hay 10 tấn. Khi giá thịt bò tăng lên thành 60.000 kg, những nhà sản xuất cảm thấy có lãi hơn và họ sẵn sàng tăng lượng thịt bò cung ứng ra thị trường là 20.000 kg hay 20 tấn. Chúng ta có thể giải thích một cách đơn giản cơ sở của quy luật cung như sau. Khi giá của một loại hàng hóa tăng lên, đồng thời do các điều kiện vẫn không thay đổi, ví dụ giá cả nguyên liệu, tiền lương, tiền thuê máy móc, trình độ công nghệ v.v. vẫn ở trạng thái như trước, nên lợi nhuận mà các nhà sản xuất thu được sẽ tăng lên. Điều này sẽ khuyến khích họ mở rộng sản xuất, gia tăng sản lượng họ bán ra. Mặt khác, giả định các điều kiện khác giữ nguyên còn hàm ý giá cả của các hàng hóa khác vẫn không thay đổi khi cái giá của cửa hàng hóa mà ta đang phân tích tăng lên. Thế việc kinh doanh mặt hàng này trở nên hấp dẫn hơn một cách tương đối so với các mặt hàng khác. Nhưng trước thực tế đó, sẽ có một số nhà sản xuất mới nhảy vào thị trường mặt hàng này mà ta đang đề cập đến. Ví dụ, bằng cách rút khắc các nguồn lực đang được sử dụng ở các khu vực khác của nền kinh tế và đưa chúng vào sử dụng ở ngành hàng này. Hệ quả của những điều trên là khi giá cả của một loại hàng hóa tăng lên, sản lượng cung ứng của nó trên thị trường cũng có xu hướng tăng lên. Các quy luật kinh tế nói riêng cũng như các quy luật trong lĩnh vực xã hội nói chung thường chỉ vạch ra được các khuynh hướng cơ bản chi phối các mối quan hệ hay các sự kiện. Sẽ có những ngoại lệ
nằm ngoài quy luật. Trong một số trường hợp, dù giá hàng hóa có tăng lên song lượng cung về hàng hóa trên do giới hạn của những nguồn lực tương đối hoặc đặc thù vẫn không thay đổi, ngay cả trong điều kiện các yếu tố khác có liên quan là giữ nguyên. Theo quy luật cung, sự vận động của các biến số lượng cung và mức giá là cùng chiều với nhau. Hàm cung điển hình là một hàm số đồng biến. Khi biểu diễn dưới dạng tuyến tính, tham số C trong hàm cung QS bằng CV cộng D phải là một đại lượng dương, thể hiện dưới dạng đồ thị, đường cung là một đường dốc lên. Đây là đặc tính chung của một đường cung điển hình mà chúng ta sẽ phải lưu ý, dù muốn thể hiện nó dưới dạng một đường phi tuyến hay tuyến tính. 2.2.3. Cân bằng cầu cung. Trên thị trường, người mua thường muốn mua rẻ, còn người bán thường muốn bán đắt. Những nhóm người này có thể đề nghị những mức giá khác nhau, không phải mức giá nào cũng đem lại sự hài lòng chung cho cả người mua lẫn người bán. Trong trạng thái không được thỏa mãn, khi có mức giá hình thành trên thị trường là thấp so với mức giá mà mình trông đợi, như quy luật của cung chỉ ra, người bán sẽ phản ứng bằng cách cắt giảm sản lượng cung ứng. Ngược lại, một khi mức giá hình thành trên thị trường được coi là cao so với mức giá dự kiến, phù hợp với quy luật cầu, người tiêu dùng sẽ có xu hướng cắt giảm lượng hàng hóa mà anh ta hay chị ta dự định mua. Những phản ứng kiểu như vậy tạo ra một sự tương tác lẫn nhau giữa người mua và người bán, giữa cầu và cung. Rốt cục, thị trường sẽ vận động về một trạng thái cân bằng, theo đó một mức giá và một mức sản lượng cân bằng sẽ được xác lập. Cân bằng thị trường là một trạng thái trong đó giá cả và sản lượng giao dịch trên thị trường có khả năng ổn định, tự ổn định, không chịu những áp lực buộc phải thay đổi. Đó cũng là trạng thái tạo ra được sự hài lòng chung của cả người mua lẫn người bán. Tại mức giá cân bằng thì sản lượng hàng hóa mà những người bán sẵn lòng cung cấp ăn khớp hay bằng với sản lượng mà những người mua sẵn lòng mua. Vì thế, sản lượng này cũng được gọi là sản lượng cân bằng. Trên đồ thị, điểm cân bằng được xác định bằng chỗ cắt nhau của đường cầu và đường cung. Trên hình 2.3, điểm E chính là điểm cân bằng, còn B sao và Q sao là mức giá và sản lượng cân bằng. Trên một thị trường có tính chất cạnh tranh, có nhiều người mua, nhiều người bán đồng thời không có sự can thiệp của nhà nước, giá cả thị trường sẽ có xu hướng hội tụ về mức giá cân bằng, mức giá mà tại đó lượng cầu bằng chính lượng cung. Để minh họa và giải thích điều khẳng định trên, ta sẽ phối hợp các số liệu ở bảng 2.1 và bảng 2.2 thành bảng 2.3. Thì ở đây sẽ có là mức giá, lượng cầu và lượng cung. Thì mức giá đây là gì ạ? Là từ 40.000 đến 100.000 trên 1 kg. Thì lượng cầu với mức giá 40.000 thì rất là nhiều, là 60.000 tấn cơ. À, 60.000 kg tương ứng với lại 60 tấn. Thì lượng cung tức là người bán ra là 0 kg, có nghĩa là người ta sẽ không bán với cái mức giá thấp như thế này bởi vì không có lãi, đúng không ạ? Mình hiểu như vậy. Còn với cái mức giá là gì ạ? Là 100.000 đồng trên 1 kg thì lượng cầu chỉ là 30.000 thôi, là 30 tấn thôi. Thì lượng cung ở đây là tận 60.000, có nghĩa là cảm thấy lãi nhiều cho nên người bán sẽ là tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Hay thì không biết là giải thích như nào đây nhỉ? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nha. Giả sử thị trường đang ở trong trạng thái chưa cân bằng, chẳng hạn trên thị trường thịt bò mức giá đang là 50.000 đồng trên 1 kg. 50.000 đồng trên 1 kg, thì tại mức giá này, lượng cầu mà những người tiêu dùng mong muốn là 55.000 kg hay 55 tấn. Xong cũng lại tại mức giá này, những người sản xuất chỉ sẵn lòng cung cấp 10 kg, 10 tấn thịt bò. Lượng cung nhỏ hơn lượng cầu biểu thị trạng thái không ăn khớp giữa kế hoạch cung cấp của những người sản xuất và kế hoạch mua hàng của những người tiêu dùng. Trong trường hợp ví dụ trên, một số người tiêu dùng sẽ không mua được thịt bò ở mức mà họ mong muốn. Ở đây tồn tại một sự thiếu hụt về hàng hóa hay dư thừa về cầu. Mức dư cầu được đo bằng sự chênh lệch giữa lượng cầu và lượng cung. Trong ví dụ trên, mức dư cầu là 45 tấn. Sự thiếu hụt hàng hóa sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ giữa những người mua. Để mua được hàng, một số người tiêu dùng nào đó sẽ đề nghị một mức giá cao hơn, và điều đó sẽ tạo ra áp lực đẩy giá cao lên. Với mức giá cao hơn, những người bán sẽ được khuyến khích để gia tăng lượng cung. Nếu giá thịt bò tăng lên thành 60.000 đồng trên 1 kg, lượng cung thịt bò sẽ tăng lên thành 20 tấn. Đồng thời, tại mức giá mới này, người mua sẵn sàng mua ít hàng hơn trước. Lượng cầu thịt bò bây giờ chỉ còn 50 tấn. Sự thiếu hụt hàng hóa vẫn được cắt giảm. Lượng cầu thịt bò dư thừa tại mức giá này tuy vẫn còn, song đã giảm xuống còn 30 tấn. Nhưng nếu sự thiếu hụt hàng hóa này hay dư cầu vẫn còn, thì áp lực tăng giá vẫn còn tồn tại. Áp lực này chỉ mất đi, xu hướng tăng giá hàng hóa trên thị trường chỉ dừng lại khi giá đạt đến mức cân bằng, khi đó sản lượng trở thành sản lượng cân bằng. Lượng cầu bằng lượng cung ở thị trường thịt bò nói trên, điều này xảy ra khi giá thịt bò là 80.000 đồng trên 1 kg và sản lượng thịt bò là 40.000 kg hay 40 tấn. Khi mức giá trên thị trường còn cao hơn giá cân bằng thì tình hình cũng diễn ra theo một cách tương tự như vậy. Ở mức giá cao hơn giá cân bằng, lượng cung về hàng hóa sẽ vượt quá lượng cầu về hàng hóa. Trong trường hợp này, một lượng hàng hóa mà người bán muốn bán lại không tìm được người mua, sự ế thừa hàng hóa kiểu này được gọi là sự dư cung. Nó làm cho hay tạo ra sức ép khiến những người bán phải hạ giá hàng hóa. Quá trình hạ giá này sẽ dần dần làm giảm mức dư cung và chỉ dừng lại khi mức giá trên thị trường đã hạ xuống đến mức cân bằng. Như vậy, sự phân tích trên cho thấy nếu thị trường chưa đạt tới trạng thái cân bằng, nó sẽ
trong nó sẽ chứa đựng những áp lực buộc nó phải thay đổi, giá cả phải tăng lên hay hạ xuống để lượng cầu dần dần phải khớp với lượng cung. Chỉ khi đạt đến điểm cân bằng, thị trường mới đi đến được trạng thái tương đối ổn định. Nói cách khác thì thị trường có xu hướng tự điều chỉnh để đạt tới trạng thái cân bằng. Vì thế khi nói đến giá cả, người ta ít quan tâm đến những mức giá ngẫu nhiên khác nhau mà thường chú ý đến mức giá cân bằng. Không phải lúc nào thị trường cũng luôn luôn ở trạng thái cân bằng cũng như giá luôn luôn là giá cân bằng. Tuy nhiên trên thị trường, giá có xu hướng vận động về mức giá cân bằng trong sự dao động trên. Trong khi sự dao động mà lên xuống thất thường của giá cả thì mức giá cân bằng hiện ra như một trò mỏ neo mà người ta phải nắm bắt. Trên một thị trường, nó được xác lập thông qua sự tương tác lẫn nhau của tất cả những người sản xuất và tiêu dùng. Cách nói, giá thị cả thị trường là do cung cầu trên thị trường quyết định chính là một sự diễn đạt khác về điều này. Vai trò của giá cả. Cũng qua sự phân tích trên, ta thấy được vai trò quan trọng của giá cả chính là sự thay đổi linh hoạt của giá cả mà thị trường đạt đến được trạng thái cân bằng. Sở dĩ giá cả thực hiện được điều đó vì thứ nhất là gì ạ? Sự thay đổi của giá cả luôn tác động đến hành vi của người tiêu dùng. Khi mức giá tăng lên thì người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm nhu cầu tiêu dùng của mình. Ngược lại, khi mức giá hạ xuống thì người tiêu dùng được khuyến khích gia tăng mức sử dụng hàng hóa. Giá hàng hóa cao sẽ khiến cho người tiêu dùng phải cân nhắc nhiều hơn mỗi khi ra quyết định mua sắm, đồng thời có ý thức tiết kiệm hơn trong việc tiêu dùng hàng hóa. Ngược lại, khi giá một loại hàng hóa được xem là quá thấp, người tiêu dùng sẽ có khuynh hướng sử dụng hàng hóa một cách hào phóng hơn. Thứ hai, sự biến động của giá cả cũng luôn ảnh hưởng đến hành vi của những người sản xuất. Giá hàng hóa tăng cao sẽ khuyến khích người sản xuất gia tăng sản lượng hàng hóa. Giá hàng hóa hạ xuống thấp lại tạo ra áp lực buộc mỗi những người này phải cắt giảm sản lượng. Thứ ba, trong nền kinh tế thị trường, sự lên xuống linh hoạt của hệ thống giá cả chính là một kênh thông tin hữu ích về tình hình thị trường để những người sản xuất và tiêu dùng ra quyết định khi giá của một loại hàng hóa đang tăng. Nó có thể là một tín hiệu cho thấy sự thiếu hụt hàng hóa trên thị trường do nhu cầu về hàng hóa gia tăng hay do nguồn cung hàng hóa thiếu hụt. Trong trường hợp này thì việc mở rộng sản xuất hay hạn chế tiêu dùng là thích hợp không chỉ với cá nhân những người sản xuất tiêu dùng mà cả với cả xã hội nói chung. Còn khi giá cả của một loại hàng hóa đang đi xuống, đó sẽ là thông điệp của thị trường về sự dư thừa tương đối của hàng hóa. Dựa trên thông điệp này, phản ứng cắt giảm lượng hàng hóa cung ứng của người sản xuất hay mở rộng tiêu dùng của người tiêu thụ được thực hiện. Thứ tư, trong quan hệ giữa các thị trường với nhau, sự vận động của hệ thống giá cả còn tạo ra một cơ chế phân bổ nguồn lực hữu hiệu. Dựa vào sự lên xuống của các mức giá, nguồn lực được phân bổ cho các ngành kinh tế khác nhau theo hướng ở ngành nào mà giá tương đối của hàng hóa so với giá của các hàng hóa khác càng cao, chứng tỏ nhu cầu tương đối của xã hội về hàng hóa ngày càng lớn, thì ở đó càng thu hút được nhiều nguồn lực của xã hội và ngược lại. Thứ năm, vai trò cung cấp thông tin nhằm tạo ra một cơ chế phân bổ nguồn lực kiểu như vậy của giá cả là cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế. Nó làm cho giá cả trở nên thành tín hiệu có khả năng kết nối các quyết định riêng rẽ của hàng triệu cá nhân khác nhau trong nền kinh tế với nhau, nhằm tạo ra sự cân đối hay ăn khớp với nhau giữa cung và cầu, giữa sản xuất và tiêu dùng. Sự vận động của giá cả hướng về mức giá cân bằng nó nên khả năng tự vận hành, tự điều chỉnh của nền kinh tế thị trường. 2.3. Sự thay đổi giá cân bằng. Khi giá thịt bò trên thị trường tăng lên từ 60.000 đồng trên 1 kg năm 2003 thành 80.000 đồng trên 1 kg vào đầu năm 2004, thì đây không phải là sự thay đổi thất thường của những mức giá ngẫu nhiên trên con đường hội tụ về mức giá cân bằng, mà là sự thay đổi của chính mức giá cân bằng do các điều kiện thị trường thay đổi. Vì giá cân bằng có do cung cầu xác định nên cung cầu thay đổi, nên mà khi mà cung cầu thay đổi, mức giá này cũng sẽ thay đổi. Về mặt đồ thị, chúng ta đã biết rằng điểm cân bằng trên một thị trường chính là giao điểm của đường cầu và đường cung. Khi các đường này dịch chuyển, thị trường chuyển đến một điểm cân bằng mới và do đó xác lập một mức giá cân bằng mới. Vì thế, việc phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong mức giá cân bằng cũng như sản lượng cân bằng, thực ra hai biến số này luôn liên quan chặt chẽ với nhau, có thể quy về việc phân tích các yếu tố làm các đường cầu hay các đường cung dịch chuyển. 2.3.1. Những yếu tố làm dịch chuyển đường cầu. Đường cầu về một loại hàng hóa dịch chuyển khi ở từng mức giá, lượng cầu tương ứng về hàng hóa thay đổi. Trong trường hợp này, người ta nói cầu về hàng hóa thay đổi. Cầu về hàng hóa tăng lên phản ánh lượng hàng hóa mà những người tiêu dùng sẵn lòng mua ở mỗi mức giá tăng lên. Ngược lại, cầu về hàng hóa được coi là giảm xuống khi lượng cầu ở từng mức giá giảm. Gắn với mỗi đường cầu, trước đây chúng ta giả định rằng tất cả các yếu tố khác đều giữ nguyên. Khi thể hiện đường cầu, chúng ta mới chỉ quan tâm đến sự thay đổi của mức giá hàng hóa hiện hành ảnh hưởng như thế nào đến lượng cầu. Thật ra, lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn và sẵn sàng mua còn bị chi phối bởi những yếu tố khác. Khi những yếu tố này thay đổi, lượng cầu về hàng hóa ở mỗi mức giá cũng sẽ thay đổi. Đây là nguyên nhân làm đường cầu thị trường dịch chuyển. Những yếu tố chính đó là thu nhập, sở thích, dự kiến về mức giá tương lai của người tiêu dùng, giá cả của các hàng hóa khác có liên quan, số lượng người tiêu dùng tham gia vào thị trường. Thu nhập.
Thu nhập là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các quyết định của những người tiêu dùng. Sự thay đổi về thu nhập thường dẫn đến sự thay đổi trong khu nhu cầu của họ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thu nhập đến cầu về các hàng hóa có thể là khác nhau, tùy theo tính chất của chính hàng hóa mà ta xem xét. Đối với những hàng hóa thông đường, thịt bò ngon, ô tô, xe máy, giáo dục v.v. cầu về một loại hàng hóa sẽ tăng khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên. Đường cầu tương ứng sẽ dịch chuyển sang bên phải. Trong trường hợp ngược lại, khi thu nhập giảm, cầu của người tiêu dùng về hàng hóa sẽ giảm, đường cầu tương ứng sẽ dịch chuyển sang bên trái. Đối với một số hàng hóa khác mà người ta gọi là hàng hóa thứ cấp, tình hình lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Chẳng hạn, khi còn nghèo, thu nhập thấp, các hàng hóa như sắn, khoai được xem như những loại lương thực chính của các gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay với mức sống và thu nhập cao hơn, cầu về các hàng hóa này của họ giảm hẳn. Người ta không còn sử dụng sắn, khoai như một loại lương thực. Thỉnh thoảng người ta vẫn mua đôi củ sắn, dăm cân khoai trong đó, không còn là nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của đại đa số dân chúng. Những hàng hóa như khoai, sắn được coi là những hàng hóa thứ cấp. Khi thu nhập thấp, cầu của người tiêu dùng về những hàng hóa này trong tương đối cao. Khi thu nhập tăng lên, cầu của người tiêu dùng về chúng sẽ giảm xuống. Và trên đồ thị ta biểu thị bằng cách dịch chuyển đường cầu sang trái. Không dễ dàng phân biệt hàng hóa thông thường và hàng hóa thứ cấp theo những tính chất tự nhiên và hay vật lý của chúng. Vấn đề là có hai loại hàng hóa. Một loại thì khi thu nhập tăng, cầu của người tiêu dùng về nó cũng tăng theo, và ngược lại, khi thu nhập giảm, cầu về nó cũng giảm. Còn một loại thì ngược lại, cầu của những người tiêu dùng về nó tăng khi thu nhập của họ giảm, và cầu của họ giảm khi thu nhập tăng lên. Loại hàng hóa thứ cấp được gọi là hàng hóa thông thường, loại hàng hóa còn lại được gọi là hàng hóa thứ cấp. Loại hàng hóa thứ nhất được gọi là hàng hóa thông thường, loại hàng hóa còn lại được gọi là hàng hóa thứ cấp. Sở thích của người tiêu dùng phản ánh thái độ của anh ta hay chị ta đối với hàng hóa với tư cách là đối tượng của sự tiêu dùng. Mức độ yêu thích của người ta về một loại hàng hóa là rất khác nhau. Đứng trước cùng một loại hàng hóa, người này có thể thích, người kia có thể không thích với những mức độ đánh giá khác nhau. Khi xem xét một đường cầu về một loại hàng hóa, chúng ta giả định sở thích của những người tiêu dùng. Dù xét cá nhân một người tiêu dùng hay tổng thể khối người tiêu dùng là đã xác định, khi sở thích của người tiêu dùng thay đổi, lượng cầu của người tiêu dùng ở từng mức giá cũng thay đổi. Đường cầu trong trường hợp này sẽ dịch chuyển. Khi một hàng hóa được người tiêu dùng ưa chuộng hơn trước, cầu về nó trên thị trường cũng sẽ tăng lên và đường cầu lúc này sẽ dịch chuyển sang phải. Ngược lại, vì một lý do nào đó mà sự yêu thích của người tiêu dùng về một loại hàng hóa giảm xuống, cầu về chuyển sang trái. Cầu về hàng hóa này sẽ giảm, tương ứng đường cầu về hàng hóa này sẽ dịch chuyển sang trái. Kinh tế học chỉ tập trung quan tâm giải thích hậu quả của sự thay đổi sở thích của những người tiêu dùng, chứ nó không đi sâu giải thích sở thích của người tiêu dùng hình thành như thế nào, hay tại sao nó lại thay đổi. Những khía cạnh đó là đối tượng nghiên cứu của các khoa học khác. Tuy thế, trên thực tế, việc tác động đến sở thích của người tiêu dùng lại là một nghệ thuật mà các nhà kinh doanh luôn muốn nắm bắt. Việc dùng hình ảnh của những người nổi tiếng như các ca sĩ, các cầu thủ bóng đá tài năng được công chúng hâm mộ để quảng cáo cho các sản phẩm chính là cách mà các nhà khoa kinh doanh tác động vào sở thích theo hướng có lợi của mình. Giá cả của các hàng hóa khác có liên quan. Đường cầu mô tả quan hệ giữa lượng cầu về một loại hàng hóa và mức giá chính của nó. Giá cả của các loại hàng hóa khác được coi là một yếu tố nằm trong cụm từ các yếu tố khác không đổi. Khi loại giá cả này thay đổi, đường cầu về hàng hóa mà ta đang phân tích sẽ thay đổi và dịch chuyển. Tác động như vậy diễn ra như thế nào tùy thuộc vào quan hệ của những hàng hóa trên với các hàng hóa đang được thể hiện trên đường cầu. Để tiện cho việc xem xét, ta gọi A là hàng hóa mà cầu về nó đang được khảo cứu, B là hàng hóa khác có liên quan đến A về phương diện tiêu dùng. Có hai trường hợp: thứ nhất, B là hàng hóa thay thế của A; thứ hai, B là hàng hóa bổ sung cho A. Hàng thay thế, B được coi là hàng hóa thay thế của A, và ngược lại, nếu như người ta có thể sử dụng hàng hóa này thay cho hàng hóa kia trong việc thỏa mãn nhu cầu của mình. Công dụng của B càng gần với công dụng của A, việc thay thế B cho A hoặc ngược lại trong tiêu dùng càng dễ thực hiện. Hay nói cách khác, B và A là những hàng hóa thay thế tốt cho nhau. Ví dụ, thịt gà và thịt bò nói chung là những loại hàng hóa thay thế khá tốt cho nhau đối với nhiều người tiêu dùng.
Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, rau quả cũng là một loại hàng hóa thay thế của thịt bò. Nếu B là hàng hóa thay thế của A, thì khi giá hàng hóa B thay đổi, điều đó ảnh hưởng như thế nào đến cầu về hàng hóa A? Khi giá của hàng hóa B tăng lên, sự kiện này sẽ làm cho người tiêu dùng nhận thấy rằng B đang trở nên đắt đỏ lên một cách tương đối so với A. Ở một mức giá nhất định của hàng hóa A, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang việc sử dụng A nhiều hơn để thay thế cho B. Lượng cầu về hàng hóa A tăng lên ở mỗi mức giá của A. Nói cách khác, khi giá của hàng hóa thay thế tăng lên, cầu về hàng hóa mà ta đang xem xét cũng tăng lên, đường cầu dịch chuyển sang thang phải. Cũng theo cách lập luận tương tự thì trái lại, khi giá của cửa hàng thay thế hạ xuống, cầu về hàng hóa ta đang phân tích sẽ giảm và đường cầu của nó sẽ dịch chuyển sang trái. Hàng bổ sung, B được gọi là hàng hóa bổ sung cho A nếu như việc tiêu dùng A luôn kéo theo một việc tiêu dùng B. Những cặp hàng hóa như chè líp tôm và đường, xe máy và xăng, ô tô và xăng hay phụ tùng ô tô, vân vân. Ok, vậy là bài nói của mình đã kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình nói nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!